Về miền Tây thì nhất định phải thưởng thức hương vị những món kho mặn mòi ở nơi này. Thịt kho, cá kho, tôm tép kho, món nào cũng ngon hơn rất nhiều nếu được chấm với rau luộc. Đặc biệt là nhiều loại rau quen thuộc ở nơi này. Ký ức của những đứa con xa quê làm sao mà quên được không khí bữa cơm nhà, có cha có mẹ, cùng lũ con, cùng nhau quây quần, có món kho đậm đà, có dĩa rau luộc thanh mát. Nào là bắp chuối nè, bông su đũa nè, đọt nhãn lồng và mấy trái đậu rồng luộc nữa. Đậu rồng luộc ngã qua màu nâu sậm, đem chấm với nước kho, rồi và cơm nữa. Sự kết hợp này phải nói là hao cơm vô cùng luôn đó. Đậu rồng không chỉ góp mặt vào trong bữa cơm gia đình thôi đâu, mà nó còn hiện diện trong món đặc sản kho quẹt miền Tây, rất được thực khách ưa chuộng ở các nhà hàng quán ăn sang trọng. Dĩa rau thập cẩm luộc có đậu rồng, đậu bắp, bầu, rau tạp tàng, hòa chung cái mặn mòi của ơ kho quẹt. Không cao sang về nguyên liệu, không hào nhoáng ở vẻ bề ngoài, nhưng ngộ lắm. Món ăn này tuy bình dân nhưng rất được lòng thực khách khắp gần xa. Với những đứa con của quê hương miền sông nước thì mùi vị của món canh chua chắc chắn sẽ đi theo trí nhớ của con người ta cho tới suốt cuộc đời. Canh chua phương Nam có nhiều cách nấu và rất nhiều mùi vị khác nhau dựa trên cách kết hợp nguyên liệu vô cùng đa dạng, nhất là đối với các loại rau nấu chung. Trong đó, món canh chua có sự góp mặt của trái đậu rồng đảm bảo sẽ khiến những tâm hồn yêu quê luôn đau đáu nhớ về. Mà không chỉ có canh chua thôi đâu, mà với những ai đam mê ăn uống thì những món ăn được nấu lên từ trái đậu rồng dân dã lúc nào cũng có vị ngon rất riêng, làm mê mẩn lòng người. Trong đó, món đậu rồng xào chắc chắn sẽ là một điểm nhấn ẩm thực vô cùng đặc sắc. Đậu rồng có thể xào với nhiều thứ mồi khác nhau như thịt heo, thịt bò, tôm hay ớt gì cũng ngon cả. Nhưng mà đặc biệt với mấy ông thì thích nhất có lẽ là xào chung với thịt bò. Vì chứ đậu rồng xào thịt bò thì ăn cơm đã ngon, mà dọn cho mấy ông nhâm nhi thì lại càng hợp ý vô cùng. Thịt bò sắc ngang sớ thì ướp gia vị cho thơm, đậu rồng rửa sạch thì sắc khúc cho vừa ăn. Thông thường bà nội trợ thích sắc đậu rồng hơi mỏng và xéo xéo một chút, để miếng đậu xẻ dài và khoe ra bốn khía cho đẹp. Khâu chuẩn bị chỉ đơn giản có vậy thôi đó. Bây giờ thì bắt chảo lên xào liền cho nóng thôi nào. Chảo dầu sôi thì phi tỏi cho thơm, sau đó trút thịt bò vô xào đều tay để thịt chín đều. Canh khi thịt bò vừa chín tới thì nhanh lẹ trút đậu rồng vô xào chung. Lúc này nhớ là phải xào cho lẹ tay và đều, để đậu rồng vừa chín tái thôi thì trút liền ra dĩa, rắc tiêu lên, rót chát nước tương dầm thêm trái ớt. Xong rồi đó, món ngon hoàn thành, mùi thơm phức, kích thích dữ lắm đó à ngang. Trên cái bàn tròn kê trước góc sân nhà, dọn lên mấy cái chén, mấy đôi đũa, thêm xị đế, dĩa mồi bự bưng lên là món đậu rồng xào thịt bò, giòn ngon, thanh mát. Chỉ nhìn thôi là biết chắc cú, bữa nay hao mồi, hao luôn cả rượu đó à. Thịt bò vừa chín tới nên mềm và thơm lắm. Đậu rồng xào thì không được xào quá chín mà chỉ tái thôi, để vẫn còn giữ được độ tươi giòn, nhai rau ráo thì mới đúng chuẩn ngon. Gấp miếng thịt bò, thêm đậu rồng nữa, chấm vô nước tương rồi bỏ vô miệng nhai. Chậm rãi thôi để cảm nhận được vị ngon đặc biệt của những thứ đặc sản nhà quê. Thịt bò ngọt mềm, đậu rồng thì mát và giòn lắm nghe. Nhai trong miệng thiệt là thích lắm. Càng ăn lại càng thấy thứ trái này có vị ngon rất lạ, rất ấn tượng và không thể bị lẫn lộn vào đâu được. Và cho dù có đi đâu xa thì con người ta
vẫn sẽ luôn nhớ về quê nhà của mình, nhớ những ngày sum họp, nhớ ký ức xưa, nhớ thêm nữa là những món ngon mẹ nấu, nhớ mấy thứ rau trái dân dã trong vườn nhà, nhớ dậu mồng tơi, nhớ rau bình bát, nhớ dây đậu rồng thả dáng xanh rồi trổ bông rồi ra trái. Những trái đậu rồng non mướt, đẹp đẽ và ngon lành, cái vị ngon mộc mạc chốn quê nhà. Cái dây đậu rồng á, nó có thể leo ở trên vàng nè, hay là nó leo nhờ trên một cái thân cây khác, rồi cũng có thể là hồn nhiên trèo ở trên bờ rào đó, rồi trổ trái non mướt vậy thôi hà. Đậu rồng nghe cái tên tưởng là cao sang lắm, nhưng mà không phải, nó cũng chỉ là một thứ đậu hết sức là bình dân, mộc mạc, hòa mình vào cái khung cảnh thiên nhiên của miền quê sông nước. Những cái món ngon từ đậu rồng, nó chế biến cũng đơn giản, nhưng mà đảm bảo là cái vị ngon của nó khiến cho người ta đã ăn rồi là muốn ăn thêm lần nữa. Thèm cái cảm giác được cắn cái trái đậu rồng non đó, chấm một miếng mắm chưng, ta nói nó giòn rau ráo ở trong miệng vậy đó. Hay là đậu rồng mà nấu canh chua với tép nữa, thành mát cái tình quê. Hay là mấy cái món đậu rồng xào, dễ ăn mà dễ làm. Quý vị thử đi, chắc là cũng sẽ thích đậu rồng.